Vũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Mái Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Kênh chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh này cô chú anh chị mình ha. Thì hiện tại Vũ Hoàng đang có mặt tại vị trí là đường Trần Hưng Đạo thuộc phường 5 quận 5 nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình ha, đây đối diện của chú anh chị mình là ngân hàng Sacombank nè, ngân hàng Aribank nè. Ở đây thì kinh doanh rất là nhiều mặt hàng luôn, và ở đây là vị trí mặt tiền đường kinh doanh của đường Trần Hưng Đạo nha cô chú anh chị. Cái hướng này mà cô chú anh chị mình đi lên một tí nữa là mình sẽ gặp ngay chỗ chợ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ha, ở trên mặt tiền đường của đường Trần Hưng Đạo này luôn. Còn hướng này nè, hướng này cô chú anh chị mình đi xuống cái góc ngã tư giữa đường Trần Hưng Đạo giao với lại cái đường An Bình của chú anh chị mình, rẽ phải là ngay chỗ bệnh viện An Bình luôn cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình là gần ngay chỗ chợ ở đường Trần Tấn Khải nha cô chú anh chị, chợ ở đường Trần Tấn Khải Khải ha. Thì hôm nay cô Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà kết cấu một trệt một lửng, hai lầu và một sân thượng ở bên trên ha. Nhà sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép, toàn bộ là bê tông cốt thép hết nha cô chú anh chị. Nhà mình thì hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng nam nha cô chú anh chị. Nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán thì mình chỉ công chứng sang tên ha, lúc nào cũng được cô chú anh chị ha. Nhà mới vào ở ngay theo cái kiểu phong cách hiện đại nha cô chú anh chị. Tới đây thì cô chú anh chị mình sẽ rẽ tay trái nè, rẽ tay trái ở đây là đường Trần Tấn Khải nha. Ở đây là vị trí đường Trần Tấn Khải và cũng là vị trí mặt tiền của chợ luôn cô chú anh chị, chợ ở Trần Tấn Khải nè. Và hướng này là hướng để mình đi thẳng ra là mình sẽ đi ra tới đường Võ Văn Kiệt ha, hướng đi về quận nhất, quận 3, quận 5, quận 10 ha. Và nhà mình thì hiện tại là đang thuộc quận 5 này luôn, ở thuộc phường 5 quận 5 nha cô chú anh chị. Ở ngã tư phía trên là Nguyễn Thục giao với lại cái Trần Tuấn Khải nè. Rồi mình lên đi trên tí nữa là mình sẽ gặp cái đường Bạch Vân, thì nhà mình là thuộc đường Bạch Vân nha. Nhà mình thuộc con hẻm 93/137 đường Bạch Vân thuộc phường 5 quận 5 nha cô chú anh chị. Ở nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được ha. Và hiện tại mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng đã rao bán cái ngôi nhà này là 5 tỷ 450 triệu nha cô chú anh chị. 5 tỷ 450 triệu giá còn thương lượng cô chú anh chị. Đây vị trí ngay chỗ chợ luôn nè, góc ngã tư này là góc chợ nè cô chú anh chị, ở chợ Trần Tấn Khải nè, ở ngay chỗ phường 5 này nè cô chú anh chị. Thì Ngũ Hoàng sẽ rẽ tay trái ở đây ha, chạy tới cái con hẻm 93 Bạch Vân nha cô chú anh chị. Hẻm 93 Bạch Vân là nó sẽ nằm ở đây nè. Ngũ Hoàng sẽ rẽ tay trái vào đoạn này ha. Và con hẻm nhà mình là hẻm thông ha, thông từ 93 Bạch Vân thông ra đường Trần Tấn Khải và thông ra đường An Bình luôn ha. Nói chung là nhà mình là thông tứ tung nha, thông tới ba nhánh đường. Vị trí ngôi nhà cực kỳ đắc địa luôn, và hiện tại ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng nam nha. Ở nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng đầy đủ hết cô chú anh chị. Đây góc ngã tư ngã ba phía trên này cô chú anh chị mình sẽ rẽ tay phải đi vào ha, còn hướng đi thẳng lên đó là mình rẽ tay trái là mình ra đường Trần Tấn Khải nha. Đây ở đây nè cô chú anh chị mình sẽ rẽ vào nè, ở vị trí ngôi nhà của mình đây. Và cái hướng này á, hướng này mình đi lên đó là mình sẽ ra được đường An Bình nha. Ở vị trí này mình đi lên là mình ra An Bình. Rồi để Hoàng dẫn cái xe xuống rồi Hoàng sẽ review vào bên trong cho quý anh chị mình xem ha. Đây khu vực xung quanh của nhà mình đây cô chú anh chị. Đó hướng này nè, mình đi vài căn nữa thôi là mình sẽ ra cái hẻm lớn, hẻm đó là hẻm xe hơi ha, để đi ra cái đường An Bình nha. Đây còn vị trí ngôi nhà của mình đây. Ở nhà mình đang có cái địa chỉ nè, 93/137 đường Bạch Vân thuộc phường 5 quận 5 nha cô chú anh chị. Nhà kết cấu một trệt một lửng, hai lầu và có một cái khoảng không gian sân thượng ở bên trên. Nhà thì chủ tặng cho mình là nội thất nha, tặng cho mình máy lạnh nè, rồi tặng cho mình máy quạt nè, rồi nói chung là tặng rất là nhiều cái nội thất ở bên trong luôn. Thì tí nữa con Hoàng sẽ vào bên trong và review cho cô chú anh chị mình ở bên trong nha. Thì nhà được thiết kế với một cái mẫu phong cách rất là hiện đại và mới luôn. Đây là khoảng không gian trước cửa nhà của mình đây. Thì trước của nhà mình nó có khá là rộng ha. Ở trước này thì khoảng có rộng khoảng có chừng là 4 mét hơn nha cô chú anh chị. Và cái hướng này nè cô chú anh chị mình đi thẳng ra mình rẽ tay phải đây nè. Đó rẽ phải đây nè, rẽ phải ra mình đi thẳng ra tới ngoài đó mình rẽ tay trái là mình sẽ đi ra cái đường Trần Tấn Khải ha. Đó để Ngũ Hoàng đi ra ngoài đây để review cho cô chú anh chị mình cái khu vực ở ngoài đây luôn. Và sau đó thì Ngũ Hoàng sẽ vào bên trong nhà để review ở bên trong cho cô chú anh chị mình ha. Đây nè,
Cái đường này là hẻm xe hơi nha. Cái hẻm này là mình thông ra đường Trần Tấn Khải nè, thông ra ngay chỗ vị trí chợ luôn đó. Hướng này mình cách vài bước chân ra mình sẽ thông ra vị trí chợ đường Trần Tấn Khải nha. Ở từ đây vào vị trí ngôi nhà của mình ha, nó cũng khá là gần nha. Nhà thì nhà thông nha, thông từ Trần Tấn Khải nè, thông ra đường Bạch Vân, thông ra đường An Bình ha. Ở căn nhà của mình đây, căn nhà của mình hoàn công đủ một trệt, hoàn công đủ một trệt, một lửng hai lầu sân thượng ở bên trên nữa ha. Sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép, toàn bộ là bê tông cốt thép hết ha. Đây ngôi nhà của mình đây, đây nhà mình đây. Cái thềm nhà của mình sẽ cao hơn với lại cái thềm đường là khoảng cỡ chừng là 1,5 tấc nha quý anh chị. Phía bên ngoài này thì chủ ốp gạch cao ráo xung quanh ha. Rồi chủ có tăng cường thêm hai cái bóng đèn led và một cái bóng đèn hộp ở giữa nè, với cái tông màu màu vàng rất là đẹp ha. Đây địa chỉ của ngôi nhà của mình đây, 93/137 đường đường Bạch Vân thuộc phường 5 quận 5. Nhà mình thì ngang là 3 mét nha, ngang là 3 mét và chiều dài vô trong là 7 mét 6 nha, ngang 3 mét vuông nhất luôn đó. Ngang là 3 mét nè, đầu đuôi đều ở 3 mét hết nha, không có nở và cũng không có tóp nha cô chú anh chị đó. Và chiều dài là 7 mét 6 ha. Đây khoảng không gian này là không gian phòng khách của ngôi nhà mình đây, khu vực phòng khách đây. Chủ ốp gạch cao ráo xung quanh hai bên là bốn bốn viên gạch nha quý chú anh chị, ốp 1 2 3 4 lên bốn viên gạch ha. Nói chung là rất là đẹp. Khu vực bếp của mình thì sẽ thiết kế ở bên tay phải này, ở bên trên trần thì chủ có thiết kế hệ thống đèn kết hợp với hệ thống quạt luôn đó, rất là tuyệt vời đó. Đây khu vực bếp của mình đây, sẽ có cả tủ bếp dưới, cả tủ bếp trên, bồn rửa chén inox 304, rồi ba chế độ ha. Đó, chế độ rửa rau củ quả nè, rồi chế độ xịt bồn nè, rồi chế độ này là chế độ rửa, cái này là rửa rửa ly nha cô chú chị. Còn bề mặt này thì chủ ốp kính ha, ốp kính kính cường lực nha cô chú chị. Này là kính cường lực ha, kính cường lực màu với cái tông màu cùng với cái tông màu của nhà này ha. Ở hệ thống tủ của ngôi nhà mình đây cực kỳ lung linh luôn rồi cô chú anh chị. Gạch thì chủ ốp cao ráo ha, bốn viên gạch nha. Cửa thì chủ có làm hai lớp cửa, đó là một lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh và một lớp cửa sắt có lá ở bên ngoài nha cô chú anh chị. Ở bên trên hệ thống đèn nè, ở cực kỳ lung linh luôn cô chú anh chị ơi. Cầu thang nhà mình là cầu thang đúc kiên cố ha, sàn mình là sàn đúc kiên cố bê tông cốt thép toàn bộ luôn nha. Ở cùng mời cô chú anh chị mình vào tham quan khoảng không gian toilet của nhà mình đây. Đây khu vực này là khu vực toilet của nhà mình. Họ sẽ có bồn cầu nè, gương soi nè, lavabo nè, vòi sen tắm nè. Cầu thang thì chủ đi thiết kế là bề mặt bằng đá hoa cương ha. Hiện tại thì không có tay vịn nha. Thì ở khu vực này thì chủ làm hai cái bệ đỡ. Hai cái bệ đỡ này của chú anh chị mình có thể để những cái vật dụng nào mà mình thường xuyên xài tới á, thì mình có thể để ở đây, chẳng hạn như chìa khóa nè, rồi những cái vật dụng khác nữa ha. Lên bên trên đây á, thì chủ sẽ làm một cái tay vịn bằng gỗ nè, rồi kính cường lực nè, rồi những cái trụ inox 304 nè của chúng chị. Ở trụ inox 304 nè, kính cường lực nè, rồi gỗ nè ha. Ở ngôi nhà mình cực kỳ sang luôn. Và cầu thang thì chủ cũng thiết kế là cái cầu thang ở cuối cuối ngôi nhà nha, cuối ở ngôi nhà nha của chúng chị. Và đây là khoảng không gian lửng của nhà mình. Ở nhà mình lửng này là có trong sổ luôn nha, hoàn công đủ nha của chúng chị. Ở lẫn hoàn công đủ luôn, và chủ cũng có tăng cường cái máy lạnh sẵn cho cô chú anh chị mình ở bên trên nè. Ở máy lạnh này cô chú anh chị tặng cho mình luôn ha. Ở phía trước này thì chủ có thiết kế cái hệ thống quạt kết hợp với hệ thống đèn nha. Phía trước là lan can, lan can của nhà mình là bằng lan can bằng gỗ ha, rồi inox 304, kính cường lực. Cửa nhà mình cũng là cửa gỗ. Nói chung là nhà mình thì theo cái phong cách là giới trẻ nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình đang có nhu cầu, mình muốn mua một cái căn nhà nằm ở quận 5 để thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển về các quận trung tâm, như thứ nhất là những quận nhất, quận 3, quận 2, thì ngôi nhà này rất là phù hợp. Tại vì ngôi nhà của mình á, mình đi đường thẳng một đường Bạch Vân là mình ra Võ Văn Kiệt, là mình sẽ đi lên quận nhất, quận 3, hoặc là mình đi đường Trần Hưng Đạo cũng được. Nói chung là hai cái đường này là hai cái đường tránh để thường xuyên di chuyển để mình đi về các quận trung tâm đó. Nó cũng khá là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển rồi
Mình di chuyển về quận trung tâm để thuận tiện trong cái việc mà mình đi làm, nó cũng gần đó cô chú anh chị. Nó cũng giúp được cho cô chú anh chị mình một cái số thời gian để mình nghỉ ngơi. Thay vào đó thì mình ở xa thì mình sẽ đi sớm hơn, còn ở đây thì mình ở gần thì mình cũng thuận tiện, và mỗi buổi chiều mình đi về nó cũng thuận tiện cô chú anh chị ha. Còn ở đây là khoảng không gian toilet ở lầu 1 của ngôi nhà mình nha. Đó, khu vực toilet đầy đủ tất cả các nội thất luôn. Đó, cửa nhôm sinh pha luôn cô chú anh chị. Rồi phía ngoài này sẽ là một phòng nè. Một phòng ngủ ở đây. Bên trên thì chủ cũng có thiết kế cái hệ thống máy lạnh nè, tặng cho mình luôn ha, hiệu Toshiba, và cục nóng thì chủ thiết kế ở bên ngoài nha. Có ban công, nhà mình có cái ban công nho nhỏ ở phía trước và có một cái ô cửa sổ ở bên tay trái của ông Hoàng đây. Cửa nhà mình là cửa kéo lùa nha, do cái khoảng không gian ban công của mình nó khá là nhỏ nên chủ thiết kế là cửa kéo lùa. Và đặc biệt nha cô chú chị, nhà mình là xây dựng đủ, không lộ giới, không quy hoạch nha cô chú chị ha. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là không lộ giới, không quy hoạch, toàn bộ là xây dựng đủ hết cô chú chị. Đó, phía trước cô chú chị mình thấy lan can không? Lan can là bằng sắt nè, có uốn lượn khung sắt mỹ nghệ nè, rất là đẹp luôn. Nhà mình thì hệ thống chiếu sáng là đèn led âm nha, ở bên trên trần nha, rất là nhiều bóng, nói chung là chủ tăng cường rất là nhiều để cho sáng cái ngôi nhà của chú anh chị. Rồi cùng mời cô chú anh chị mình lên tham quan lầu 2 ha, để Hoàng sẽ lên bên trên lầu 2 để review ở bên trên cho cô chú anh chị mình. Và đặc biệt là ngôi nhà mình có khoảng không gian sân thượng ở bên trên nữa cô chú anh chị ha, để cô chú anh chị mình có thể tận dụng đó, là mình để cho mình chẳng hạn như cô chú anh chị mình muốn trồng cây, trồng hoa, hoặc là mình thiết kế cái mình làm thêm một cái, chẳng hạn như cô chú anh chị mình giờ mình sang tên cô chú anh chị mình đi, rồi sau đó thì cô chú anh chị mình có thể làm thêm cái chuồng cu, mà hoặc là mình làm thêm một cái phòng thờ ở bên trên đó nữa, khá là tiện á cô chú anh chị. Tại vì ở bên trên đó là mái bê tông cốt thép toàn bộ luôn, và chủ thì cũng đã làm cái lan can xung quanh hết rồi, xây tường lên cao ráo ha. Thì giờ mình về mình chỉ có làm cái khung sắt hoặc là mình xây dựng lên thêm thôi, mà đặc biệt đó là cô chú anh chị mình phải sang tên qua rồi ha. Và ngôi nhà này nếu mà mình mua mình ở mình sử dụng lâu dài đó, thì mình hãy làm như vậy nha, còn mình mua đi mà bán lại thì hơi khó nha, tại vì giờ cái luật mới mà sai hiện trạng nó rất là khó nha cô chú anh chị, ở quận 5 là đặc biệt là khó ha, còn so với lại các quận khác thì nó sẽ nới hơn so với lại mấy cái quận trung tâm này. Thứ nhất là quận 1, quận 3, quận 5, quận 10 là mấy cái quận đó là sẽ khó này cô chú anh chị. Khu vực này là khu vực ban công của ngôi nhà mình đây, thì mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở ngoài đây ha, ở bên trên nhà mình đây. Nhà cực kỳ mới và đẹp luôn cô chú anh chị. Nhà có khoảng không gian ban công ở trên, có khoảng không gian sân thượng ở trên lầu 2, lầu 3 nữa. Rồi cũng Hoàng sẽ lên lầu lầu 3 cho cô chú anh chị mình ha. Cái sân thượng ở trên lầu 3 nè. Thì hiện tại ở đây là chủ chỉ có làm một cái ô nho nhỏ để cho cô chú anh chị mình đi ra cái sân thượng thôi. Nhưng mà thực chất á, nếu mà cô chú anh chị nào mình về mình có thể mình sang tên rồi mình về mình có thể mình làm cái chuồng cu cho nó bự hơn. Để mình làm thêm một cái phòng ở trên đây để làm phòng thờ. Ở chú ơi. Ở đây này cô chú anh chị mình xây dựng cho nó cao ráo lên. Nó cao ráo lên xong rồi mình làm cái chuồng cu. Ở phía trước này mình có thể mình làm thêm một cái phòng thờ ở ngoài đây nữa, để cô chú anh chị mình có thể sinh hoạt ở ngoài đây ha. Đó thì xung quanh thì chủ xây dựng tường cao lên là tầm khoảng cỡ chừng là 1m2 nha cô chú anh chị. Xây hai bên ha, cao lên là tầm 1m2. Phía trước thì cũng có cái lan can nè. Đó, lan can bằng sắt nè, uốn 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 mỹ lượng nha cô chú anh chị. Rồi cái đường này là cái đường để cô chú anh chị mình đi ra cái đường An Bình ha. Hẻm này hẻm thông nha, hẻm nhà mình hẻm thông. Còn cái hẻm bên này á, là cái hẻm để mình thông ra ngay chỗ cái đường Trần Tấn Khải nè. Đó, hồi nãy Ngũ Hoàng có review của cô chú anh chị mình đó, là mình đi ra tới đó mình rẽ tay trái là mình ra đường Trần Tấn Khải nha. Còn bên này là cái trục đường chính của ngôi nhà mình đây. Cái đường này là đường Bạch Vân nha, đường Bạch Vân mình đi thẳng vô nè. Hẻm hẻm 93 đường Bạch Vân mình đi thẳng vô là mình sẽ vô tới đây, vô tới góc ngang ngay ngõ ngã ba này của chú anh chị mình rẽ phải đây nè.
Đó thì cái vị trí ngôi nhà của mình ở đây ha. Thì cô chú anh chị nào mà có quan tâm thì có thể kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem nhà ha. Ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để ta trao đổi về cái giá cả ha. Thì hiện tại ngôi nhà này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng bán mức giá là 5 tỷ 450 triệu ha. Giá này thì vẫn còn thương lượng nha. Ở nhà thì ngang 3 mét và chiều dài là 7 mét 6 ha. Kết cấu một trệt một lửng hai lầu và một khoảng không gian sân thượng ở bên trên này. Nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng nam nha cô chú anh chị. Nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng đầy đủ hết. Nhà mình thì gần ngay chỗ chợ Trần Tấn Khải luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình đang có nhu cầu người lớn muốn ở mà thuận tiện trong cái việc mà gần chợ thì ngôi nhà này khá là thuận tiện ha. Từ đây cô chú anh chị mình đi ra ngoài chợ rồi mất khoảng có chừng là 2 phút đi xe bộ thôi. Rất là gần luôn cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha. Còn mà nếu mà cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm á, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Giúp cho chủ nhà bán được nhà mà cũng giúp cho người mua mua được cái căn nhà giá tốt ha. Rồi Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.